À, đây là đo volt ha. Và bạn muốn đo tần số, các bạn bấm vô đây một nút cái ha, bấm vô đây một cái ha. Rồi nó ra là hiện tại đang là 50 Hz. Đây, 50 Hz. Rồi bấm lại thì nó ra volt lại. Bấm cái ra tần số ha. Bấm cái nó ra volt. Rồi, xin chào các bạn ha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ này, NZT T21D. Đây. Đây là cái vỏ ngoài của nó ha. Đây là của nhìn là biết của Trung Quốc hả mọi người. Đây. Rồi, bên trong của nó bạn sẽ có như thế này. Đồng hồ này bên mình đang bán có 3 chính sách bảo hành 6 tháng với 1 năm. Thì các bạn muốn chính sách nào thì bạn có thể liên hệ mình để mình được tư vấn trực tiếp ha. Thì loại này bên mình sẽ có tặng kèm theo bạn á, bên mình sẽ tặng kèm theo của shop mình sẽ tặng kèm theo bạn và tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ha. Đây, hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng NZT T21 điện AC DC thì làm sao, đo điện trở thì làm sao, đo tần số thì làm sao, đo thông mạch thì làm sao, tụ làm sao, đo thông mạch diode làm sao, NCB làm sao. Thì cái này nó có một cái hạn chế, đó là không đo được ampere các bạn ha. Cái này không đo được ampere, nhưng mà đối với những gọi là dân không chuyên về điện á thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường, tại vì chức năng ampere là những chức năng mà chỉ có thợ điện mới dùng thôi, chứ những người bình thường chúng ta thì không dùng chức năng ampere được ha, không 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 biết dùng là hơi nó cháy. Thì đây là một vài số kỹ thuật của nó nè. Thì điện áp một chiều sẽ đo được tới 600 V, điện xoay chiều cũng đo được tới 600 V ở cái tần số là 50 đến 60 Hz, đo được điện dung tụ, điện dung á cho tới 6.000 ha. 6.000 W ha. Số chỉ đo được tới 1.000 Hz ha. Tần số đo được tới 1.000 Hz. Đây là sử dụng 3 pin ha. 3 pin ha bạn. Nó hơi đặc biệt ở cái là dùng dùng 3 pin ha. Rồi mình sẽ cho các bạn coi. Đây là sách hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc. Đây là phiếu bảo hành. Và đây là cái máy chúng ta. Đây. Đây là cái máy chúng ta, bên trong có tặng kèm 3 viên pin ha. Có tặng kèm 3 viên pin với một cái bộ dây đo như này ha. Rồi đây là cái đồng hồ, mà lấy ra cho các bạn xem này. Đây nó màu cam các bạn, đây NZTI T21E ha, nãy nhầm, 21E phải D nha. Cái vỏ ngoài thì nó là D, nhưng mà cái mã mình chọn, cái mã dưới đây là E các bạn. Đây, ở đây dây là E ha, tại mình đã nói nhầm, quên. Đây, E ha, NITZ T21E. Trên đây là cái cảm biến NCV các bạn, là để phát hiện cái dòng điện từ xa không cần phải dùng đo đó. Rồi đây là cái màn hình khá là to ha, màn hình khá là to, bạn nhìn thấy với cái ngón tay mình nè đó, cũng khá là to đó. Rồi đây là cái đèn báo NCV, đây là cái đèn thông mạch, đèn thông mạch. Đây là nút bật tắt, đây là cái nút mà để mở đèn nền á, đèn nền với cái đèn pin như đây, đây có đèn pin. Để mở đèn nền và đèn pin thì ta dùng nút này. Đây là nút để hold, như là giữ giá trị lại, và dùng để kiểm tra NCV, cũng là nút này luôn. Mà nhấn, nếu bạn nhấn một lần thì là dùng chức năng hold, nếu bạn nhấn và giữ thì sẽ là chức năng NCV. Còn đây là những cái thay đổi đo, thay đổi chức năng đo, thì mình sẽ cho bạn xem. Phía sau nó lại có hai cái này để chúng ta để cái que các bạn. Hai này để chúng ta để gác gác cái que cho nó gọn các bạn. Đây đây như như này như này như này, mình cho các bạn coi luôn. Gác lên như này ha, như là nó, như là nó nhìn giống như siêu nhân, thấy không? Nó chung để gác gì đó các bạn. Rồi ha, ở dưới đây là vài thông số nè, đây cũng có thông số nè các bạn. Đây điện áp nè, DC AC tới 600 V nè, tru rồi mét nó này, đây tần số tới ngàn nè, tới ngàn hát, tới ngàn hát. Tụ thì sẽ tới là 6.000 U F, ohm là tới 10 mega ohm, rất là lớn. Nếu điện, nếu cái ohm nó, nếu cái điện trở nó bé hơn 30 ohm thì sẽ là thông mạch. Rồi đây là chức năng diode. Rồi sang mở ra thì bên đây là sẽ có pin ha, có pin trong đây, mình sẽ mở cho các bạn coi luôn. Bên trong có cái này hơi đặc biệt là nó có 3 viên pin ha các bạn, nó hơi đặc biệt so với những loại khác. Những loại bình thường các bạn sử dụng á, thường là 2 viên pin 1,5 V hoặc là pin 9 V thôi. Con này sử dụng 3 viên pin 1,5 V đây. Thấy không?
mình đã lắp rồi nè, rồi đóng lại ha. Khi sử dụng ta nên đóng nắp lại để cho nó an toàn, nhiều khi nó rò điện ra pin á thì nó khá là nguy hiểm cho chúng ta luôn á. Rồi nha, chúng ta đã mở lên bằng cách chúng ta nhấn và giữ ở mình tắt đèn led đi. Rồi chúng ta nhấn và giữ nút ở đây, nút nó nguồn này, nhấn và giữ rồi nó mở lên ha. Thì mở lên nó sẽ gạch gạch ngang như vậy ha. Thì đầu tiên các bạn thử cái chức năng mở đèn nền đi. Hiện ta bấm vô một lần nút này, một lần thôi nha, là mở đèn nền lên, thấy không? Mở đèn nền lên nhưng mà không mở đèn pin nha, chỉ mở đèn nền thôi. Đó, ta muốn tắt nó, bấm vô một lần nữa để tắt. Đó ha, rồi. Chúng ta muốn vừa mở đèn nền vừa mở đèn pin luôn thì chúng ta nhấn giữ. Đó, có đèn pin luôn ha, đây. Rồi, có đèn nền luôn ha, rồi, nhấn giữ để tắt. Đó, ok ha, rồi đó là đó chức năng đèn. Thấy ha, là chức năng đo điện từ xa không cần phải chạm á, thì mình sẽ bấm nút này có chữ NCV nè, bấm và giữ ha, bấm và giữ, bấm và giữ, rồi bạn giữ hoài trên tay luôn nha, các bạn giữ hoài trên tay luôn, rồi bạn đưa vô cái gần cổ điện, thấy không, nó nhảy không? Nếu càng gần á thì sẽ kêu tiếng càng nhanh, nếu để càng xa thì tiếng sẽ kêu chậm lại ha. Đó, càng gần là càng nhanh các bạn, càng xa thì nó sẽ càng chậm lại. Rồi, đó là chức năng đo kiểm tra từ xa không cần chạm. Ví dụ như cái ổ điện chúng ta nó làm chức nó bị gì đó mà không có điện thì chúng ta có thể kiểm tra bằng cái này đưa vô, nếu nó có kêu vậy là nó đang có điện ha, còn nếu nó không kêu gì hết thì nó là ổ điện nó bị vấn đề về cái dây dẫn tới ổ điện rồi đó ha. Còn nếu bạn đưa vô mà nó kêu thì các bạn nguy hiểm, bạn nên cắt nguồn điện ha. Rồi, đó là chức năng của đo điện không tiếp xúc. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn các chức năng khác ha. Ta sẽ cắm que vô đây, thì chúng ta que đen á, que đen mặc định là cơm, cơm là que đen, khỏi nói nhiều bạn, cơm là que đen ha. Rồi còn cái que đỏ chúng ta sẽ có hai lựa lựa chọn để cắm, một là cắm bên đây, hai là bên đây. Thì nếu bạn cắm bên đây á thì các bạn sẽ đo được là vôn nè, ôm nè, tần số nè, với chuông là thông mạch đó. Nếu bạn cắm bên đây sẽ đo được những chức năng đó, còn nếu bạn cắm ở bên đây sẽ đo được là tụ và diode. Nó không có đo ampere. Cái này hay ở chỗ không có đo ampere, vì vậy những người mà không biết dùng hoặc là mới mới tập dùng á, ta mua cái này cũng được, xài khá là bền mà nó không có bị hư chức năng đo ampere. Rồi chúng ta cắm vô rồi, cắm vô rồi thì những chức năng này, volt, ôm nè, von nè, von là điện điện này nè, điện nhà, von nè, ôm nè là điện, ôm là điện trở đó, tần số nè, rồi thông mạch nè, thì chúng ta cắm vô gì ta đo luôn, không cần phải chỉnh gì hết các bạn ha, không cần phải chỉnh gì hết, nó sẽ tự tự động nhận diện cái thang đo, tự động đo luôn. Ví dụ như mình muốn đo thông mạch thì mình chập hai que lại ha, rồi nó kêu và nó sáng đèn, nó kêu mà nó sáng đèn đó, đó thông mạch đây. Đó, đó là thông mạch ha. Đây, chọc cái lại mà nó vừa kêu vừa sáng đèn á thì đó là thông mạch. Rồi, chúng ta muốn đo pin, pin cũng là von, pin cũng là von nha. Chúng ta đưa que đen vô cái đít nè. Các bạn đưa ngược cực cũng được, nó có dấu trừ là ngay. Đây, ra 3,6 hay không? 69 hay không? Đó, quy pin này là 3,69 V ha. Bạn đưa ngược cực lại cũng được thôi. Đối với đồng hồ số bạn đưa ngược cực lại thì màn hình sẽ có thêm dấu trừ ha. Còn đối với đồng hồ kim kim á, các bạn đưa ngược cực lại á, là cái kim nó quặt ngược lại ha, thì có thể là nó không số chính xác và có thể là bị hư luôn á. Đồng hồ kim mà không không được đo ngược cực, còn đồng hồ số bạn đo thoải mái. Đây, thấy có dấu trừ không, dấu trừ trước đây thấy không? Rồi, ok ha. Rồi đó là đo pin, điện DC là pin, còn về đo AC chúng ta cứ đưa vào vô ta đo thôi, không cần phải chỉnh gì đâu các bạn. Nhận điện đây mình gỡ cái nút này ra các bạn, cho nó que nó dài ra cho nó dễ tiếp xúc hơn á. Rồi, ok, rồi ok, đó hiện tại bên chọt dấu điện nè, và hiện tại đó là 218 V ha. Đây, lấy nét nè, đây 218,9, không, 218,9 nè. Dưới đây màn hình nó có một cái thang các bạn, cái thước á, giống như cái thước vậy đó, thì cái này cũng chỉ để hiện này thôi. Đây là 10 nè, thấy không,
Đây là 0 nè, 10 nè, 20 nè. Thì nó hơn 20 xíu là 220 á. Khoảng 228-20 đây phải không? Đây, 0 nè, 10 nè, 20 giúp kích thước gì các bạn. À, đây là đo volt ha. Và bạn muốn đo tần số, các bạn bấm vô đây một nút cái ha, bấm vô đây một cái ha. Rồi nó ra là hiện tại đang là 50 Hz. Đây, 50 Hz. Rồi bấm lại thì nó ra volt lại. Bấm cái ra tần số ha. Bấm cái nó ra volt lại thì chức năng đo tần số với đo volt nó gộp chung lại với nhau. Bạn chỉ cần bấm cái nút này là nó sẽ chuyển từ volt sang tần số hoặc là từ số tần số qua volt ngược ngược lại ha. Rồi. Thì nó cũng khá là hay ha. Rồi. Ta đo là đó là đo volt rồi ha. Còn về đo tụ, đo diode thì ta làm sao ha? Ok, chúng ta chuyển chuyển cái que đỏ này qua bên đây để đo tụ và đo diode. Rồi ok. Khi chúng ta vừa cắm vào, nó sẽ tự động nhận diện là đo tụ. Đây. Nó sẽ cho chúng ta là đang đo tụ đây, thấy không? Có cái đơn vị nè, UF nè, thấy không? Đây đơn vị UF thì UF là farad, là chúng ta đang đang nhận ta đo farad đo tụ các bạn. Dù mình có một con tụ đi. Đây đây này. Đây là một con tụ nhiêu đây. Mình cũng không biết nhiêu rồi, đo thử các bạn coi ha. Đo tụ bạn đo đúng cực với mình ha, vì đúng cực mới nạp xả được, nếu không đúng cực nó không nạp xả được cũng không ra kết quả đâu ha. Đo tụ phải đo đúng cực. Đo cái von có thể sai cực, còn đo tụ phải đo đúng cực nha. Rồi ok. Đây âm vô âm. Rồi dương vô dương. Đây nó ra là khoảng 32,4. Giá tụ này tụ 33 các bạn. Đúng không? Đây 33. Tụ 33 mà nó ra 32,4 là ok rồi. Đây đo lại ha. Đây, nhanh đó bạn. Đó, 32,4 ha. Đó, ok ha, rồi. Đó là đo tụ, còn về đo thử diode coi sao. Ở đây mình không có diode nhưng mà mình có một bóng led. Thì led cũng là diode ha. Led cũng là diode. Led là một loại dạng đặc biệt của diode. Người ta thường gọi led là diode phát quang ha các bạn. Led là diode phát quang ha. Để đo được diode chúng ta bấm vô cái nút này một cái ha. Bấm vô cái nút này một cái. Bấm vô một cái. Đó. Hiện qua ký hiệu diode nè, thấy không? Đây 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 đây. Đây ký hiệu diode nè. Trên màn hình có cái hình diode nè. Rồi. Chúng ta sẽ đưa hai que vô. Đây. Không có gì hết thấy không? Đây. Mình đang đưa kiểu này không có gì hết, đây mình đảo lại ha. Đảo qua. Rồi. Lại. Đây thấy không? LED nó sáng nè, cũng như là nó nhảy số nè. Đó. Nếu các bạn đo LED hoặc là đo diode mà nó chỉ sáng một chiều thôi, nghĩa là bạn đưa một chiều này sáng nè, bạn quay lại chiều kia nó không sáng, không có gì hết, thì ok là diode đó ok ha. Các bạn không cần phân biệt cực anode hay là ca ca tốt, nói chung cực âm cực dương đó, nói chung là không không bật phân biệt anode hay ca tốt. Các bạn cứ đưa vô hai chân, nếu ok nếu như vậy là nó không sáng, mà các bạn đảo lại nha, rồi nó sáng hoặc là nó có số đó là ok, led con diode này vẫn còn dùng được, vẫn còn xài được ha. Rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn qua các bạn sử dụng cái đồng hồ này, nói chung là cũng khá là dễ dùng thôi các bạn, không có khó dùng. Cái này mình nghĩ là dành cho những cái thợ mà sửa điện dân dụng á, như là những anh mà điện chứ không phải điện tử nha, điện điện dân dụng á thì dùng cái này ok, còn điện tử thì mình nghĩ cái này cũng không hay lắm đâu. Cái này dùng cho điện dân dụng được vì nó không đo được ampere nên cũng khá là dở ở đó. Rồi video này cái để thúc, bạn nào cần hồ này hãy liên hệ trên đây với mình, hoặc bạn nào có thắc mắc gì hãy comment ở dưới mình sẽ giúp các bạn ha. Rồi chào các bạn.